Hoàn cảnh của con thật sự ra cũng rất là đơn chiếc luôn. Những lúc khó quá thì làm sao con vượt qua được nè? Dạ thì có lúc con nhớ mẹ, con thường nói chuyện với mẹ qua ảnh di thờ của mẹ. Và cũng có lúc thì con có đi lui xuống với lại nhà ngoại với dì con để chia sẻ những cái nỗi buồn của con. Và cũng có lúc thì con điện lên cho chị để chia sẻ những cái buồn đó. Chỉ có điện để chia sẻ về mặt tinh thần thôi. Dạ hả? Đúng rồi, không có được cái gọi là tình thương trực tiếp á. Đấy, tất cả một chia sẻ qua di ảnh của mẹ trên bàn thờ thôi. Một cái hình ảnh mà một cậu bé có những lúc gần như là kiệt sức tâm sự chia sẻ với một người trên bàn thờ làm chúng ta xót xa làm sao á. Còn ba con thì sao? Dạ ba con thì không có sống chung con nữa, cũng có liên lạc với con nhưng mà rất là ít. Có thể là ba mình cũng gặp rất nhiều khó khăn, cũng muốn giúp mình nhưng mà cũng khó.